những sự thật thú vị về loài kangaroo mà có thể bạn chưa biết kangaroo là một trong những họ thú có túi nổi tiếng nhất loài này sống chủ yếu trong thảo nguyên rộng lớn bằng phẳng của australia kangaroo thường đi theo các đàn lớn con được thường chiến đấu quyết liệt để được ưu tiên trong đàn những trận đánh này cực kỳ hiệu quả và nhanh gọn hai con kangaroo sẽ đối mặt với nhau và họ cố gắng hạ gục đối thủ với những cú đá nhanh bằng chân sau chúng đá mạnh đến mức cú đá của nó có thể giết chết một người trưởng thành Móng vuốt sắc nhọn của chân sau kangaroo được biết đến là để mổ bụng những con vật nhỏ. Kangaroo thực sự có chiếc chân thứ năm, đó chính là đuôi của chúng. Thậm chí chiếc đuôi to khỏe này có thể giúp kangaroo thăng bằng khi hai chân sau của chúng chiến đấu. Có một điều thú vị nữa là kangaroo không thể bước đi bình thường, chuyển động chân kiểu trước sau. Nó luôn luôn phải di chuyển hai chân cùng một lúc như thể cả hai chân được gắn với nhau, chính vì thế chúng chỉ có thể nhảy để di chuyển kangaroo chỉ có thể di chuyển chân của mình một cách độc lập khi bơi lội